Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình làm clip test ánh sáng của ống XHB70L8 trên chiếc Ford EcoSport phiên bản mới nhất 2018. Đây là chiếc Ford EcoSport sử dụng bóng đèn COS chân H7, bóng đèn pha chân H1. Và đây khách hàng đang test cái ánh sáng của bóng XHB70L8 trên chiếc Ford EcoSport 2018. Ở đây là ánh sáng thật của bóng XHB70L8. Chiếc xe này thì mình vừa hoàn thiện gắn bóng COS XHB70L8 chân H7 và bóng pha R3 45W H1. Và đối với xe EcoSport thì chúng ta cần phải thay cái chụp cao su zin của xe bằng cái chụp 90mm, chụp 85mm. Đây là chụp cao su zin của xe và đây là chụp của shop mình đã gắn cho khách. Lý do là cái quạt của XHB70L8 nó khá là gần với lại cái chụp cao su này thì nó có thể là nó gây nóng, cho nên khách hàng quyết định là thay cái chụp cao su của shop mình thì nó sẽ cách xa và nó giúp tản nhiệt tốt hơn. Và đây là bóng R3 chân H1 45W cho bóng pha, và đây là XHB70L8 chân H7 trên chiếc Ford EcoSport. Và các bạn có thể thấy là đây là ánh sáng thật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Mình có nhận lắp đặt ngoài giờ cho những bạn mà làm việc trong giờ hành chánh. Thứ bảy và chủ nhật thì mình cũng có lắp ban ngày và cả buổi tối ngoài giờ làm việc. Thì các bạn mọi thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ trước cái số điện thoại của mình 0979 840 890 hoặc địa chỉ số 12 đường 8, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn có thể so sánh ánh sáng của XHB70L8 trên chiếc Ford EcoSport và bóng đèn zin theo xe. Đây là không phải bóng đèn zin theo xe, một chiếc Hyundai Santa Fe sử dụng bi xenon zin theo xe thì ánh sáng không bằng một nửa của XHB70L8. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở các clip sau.